Trong video này chúng ta tiếp tục đến với chương 15 và 16. Chúng ta học một số cái thao tác, ví dụ như chúng ta tạo ra một cái tập tin ảnh sử dụng ngay chính cái công cụ Visual Studio để tạo ra các cái icon cho cái ứng dụng của chúng ta. Chúng ta sẽ học cái cách gắn cái icon cho ứng dụng hoặc là cho cái cửa sổ. Chúng ta sẽ thêm tài nguyên vào dự án. Chúng ta sẽ sử dụng cái control là track và thực hiện các thao tác nền có sử dụng lên timer và cái thanh công cụ tool strip và image lit. Đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ add một cái thư mục resource vào cho dự án My Photo. Cho nên ở đây tôi sẽ đóng cái dự án này lại. Và tôi mở ra cái dự án là My Photo. Rồi, ở đây chúng ta sẽ mở dự án My Photo ra. Chúng ta sẽ select new folder item from project menu. Rồi, và chúng ta sẽ điền tên là source. Rồi, chúng ta sẽ add thêm một cái file bitmap vào trong cái thư mục này. Chúng ta right click lên trên cái thư mục, chúng ta chọn add. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là new item. Rồi trong cái hộp thoại add new item này, chúng ta sẽ chọn là bitmap file. Chúng ta sẽ đặt tên là net bitmap và chúng ta enter. Rồi. Lúc này thì cái bitmap editor nó sẽ xuất hiện ra và bây giờ chúng ta sẽ vẽ nó. Rồi và trong trong cái control này thì ở đây chúng ta sẽ thay đổi cái kích thước của cái khung vẽ này. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ zoom cho nó to lên, sau đó chúng ta kéo nó nhỏ lại. Ở bên dưới này thì các bạn thấy sẽ có hai con số đó. Và bây giờ các bạn sẽ zoom cho đến khi nào nó đạt được con số là 18 nhân 18. Rồi chúng ta thả ra đó. Ở đây thì chúng ta hết zoom to lên được rồi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ bắt đầu vẽ một cái mũi tên. Chúng ta add thêm cái, chúng ta mở ra cái green line để chúng ta dễ vẽ. Tôi sẽ tô màu từng ô. Đó. Ở đây chúng ta cứ bấm vào. Đây chúng ta sẽ tạo ra một cái mũi tên, một cái hình mũi tên. Rồi, đó, chúng ta vẽ xong cái
cái bitmap. Ở đây chúng ta vẽ xong cái bitmap hình mũi tên sang bên phải, rồi chúng ta bấm lưu lại và tắt. Ở đây chúng ta sẽ có cái nét bitmap PNG. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái tạo một cái copy của cái nét bitmap này. Chúng ta sẽ đổi tên thành là previous bitmap. Bitmap. Rồi. Đây chúng ta sẽ mở lên và chúng ta zoom nó vào. Rồi chúng ta sẽ cho cái lựa chọn màu trắng. Rồi, tôi xóa các cái ô màu đen nơi chỗ hai cái cánh của mũi tên. Rồi, tiếp đến tôi chọn lại màu đen total ở bên này. Ok. Rồi, lưu lại. Rồi, ở đây chúng ta cần phải tìm ở một số cái icon. Ở đây bạn có thể mở Google ra và bạn tìm kiếm ví dụ như là nốt 4.ico. Ở đây chúng ta có cái đường link tải các cái icon. Bạn có thể tải tới một trong những các icon ở đây. Đó. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái icon node 04. Bây giờ tôi tìm cái icon thứ hai là icon search. Đó, và tôi chọn cái này. Đó, vào đây thì chúng ta sẽ tải nó xuống download ICO. Rồi và lưu xuống. Rồi ở đây chúng ta kéo cái icon này ra trên màn hình luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong ứng dụng ở đây là với My Photo, thì chúng ta sẽ chuyển đến cái property icon. Chúng ta bấm nút dấu ba chấm và chúng ta tìm đến này, chúng ta để trong thư mục desktop. Đây chọn node 04 thì nó sẽ thay cái như thế này. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta chuyển vào cái pixel values. Đây là cái hộp thoại đặt pixel dark log. Rồi trong hộp thoại này bây giờ chúng ta cũng thay cái icon cho nó. Rồi chúng ta bấm vào đây và cũng vào desktop, chúng ta tìm tới
cái icon, cái lớp. Đó, và nó sẽ thay cái icon vào. Tiếp theo thì ngoài cái việc là chúng ta có thể bổ sung thêm cái icon vào cho cái các cái cửa sổ, thì chúng ta có thể áp dụng nó cho application, có nghĩa là cái biểu tượng của cái file chạy ứng dụng, file exe của ứng dụng. Thì để làm việc đó thì ở đây chúng ta sẽ mở cái solution explorer và chúng ta nhấy đúp vào nơi cái property của My Photos. Rồi ở đây chúng ta có icon and manifest, thì ở đây chúng ta sẽ bấm browse để mà tìm đến. Ở đây tôi sẽ dùng luôn cái biểu tượng node 04 này, open, thì ở đây nó là thay cái biểu tượng đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử build lại chương trình. Ở đây chúng ta review. Rồi sau khi build xong đó, thì chúng ta có thể mở cái thư mục chứa cái này ra để xem thử là cái file SE nó sẽ có biểu tượng như thế nào. Ta vào open folder in file explorer, chúng ta vào bin debug. À, các bạn thấy là cái ứng dụng My Photo của chúng ta, cái đây là cái icon cho cái ứng dụng My Photo. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ add một cái biểu tượng mới vào cho cái hộp thoại Pixel Dark Lock. Đầu tiên đó là chúng ta mở cái mục resource, và ở trong này thì chúng ta sẽ chọn cái, ở đây chúng ta chọn cái net bitmap và cái build action thì chúng ta sẽ chọn lại là none. Tương tự như vậy với cái prep bitmap thì chúng ta cũng chọn cái build action là none. Tiếp đến chúng ta sẽ mở cái resource của project, thì ở đây chúng ta sẽ mở cái nhánh properties ra. Ở đây nó có cái file tài nguyên của cái của cái project. Chúng ta nhấy đập chuột vào cái file đó thì nó sẽ mở lên cái trình quản lý tài nguyên như thế này. Rồi ở đây chúng ta sẽ add hai cái net bitmap cũng như là previous bitmap vào trong cái này, bằng cách là chúng ta chỉ việc là đưa trỏ chuột xuống ấn và kéo thả vào đây. Đó, ấn kéo thả cái thứ hai. Đó. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái file âm thanh vào trong cái resource này. Ở đây chúng ta cũng lên web và chúng ta sẽ thử tìm kiếm một cái file có tên là ding.wav. Chúng ta tải cái file này về. Chúng ta bấm vào cái đường link này để chúng ta tải về, và sau đó chúng ta bấm vào Start Download. Ở đây tôi sẽ mở cái thư mục nó ra. Thư mục download music. Rồi ở đây tôi sẽ để add thêm cái file này vào nơi trong cái file đó, cái resource của cái dự án. Thì ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta mở cái Visual Studio lên. Chúng ta mở cái resource ra. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn thay thế cái image này bằng là cái audio. Sau đó các bạn bấm vào nút add resource.
Đó, và đây các bạn tìm đến cái thư mục cái tập tin các bạn vừa mới tải xuống, bấm open, nó sẽ add cái file vào đây. Sau đó chúng ta right click và rename, đặt tên nó là Ding Sao. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái track bar để tạo ra cái một cái cửa sổ, nó cho phép chúng ta trình diễn các cái bức ảnh dưới dạng slideshow. Rồi, ở đây đâu chúng ta sẽ add thêm một cái hộp thoại vào trong cái project My Photo. Chúng ta chọn add, đây chúng ta chọn window form. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đặt tên nó là slide show die clock, bấm vào nút add. Rồi chúng ta sẽ set cái property, ở đây chúng ta chỉ có set cái kích thước là size, ở đây chúng ta để nguyên là 300 và 320. Rồi tiếp đến chúng ta đặt vào giữa đây một cái beach board. Rồi ở đây chúng ta sẽ thiết lập một số cái thuộc tính, đầu tiên là bp is slide, đây là cái name, cái border style là fix 3d. Rồi size mode chúng ta sẽ chọn là zoom. Rồi tiếp đến chúng ta đặt hai cái nút trống, hai cái nút trống không có test, phần test, một cái nút ở bên dưới này, một cái nút ở bên dưới này. Rồi chúng ta đặt tên với nút ở bên phía bên tay trái, thì chúng ta sẽ đặt tên là ở đây cái phần test này đó là rộng, cái name của nó là btn prep, và button này có kích thước là 30 và 23. Tương tự với cái button thứ hai thì chúng ta sẽ có kích thước cũng là 30 nhân cho 23. Và cái tên của nó là btn net và phần test này là rộng. Rồi chúng ta kéo qua bên này. Rồi cuối cùng là chúng ta thêm một cái track bar control ở đây để tìm cái control track bar, thì các bạn mở cái on window form ra, và ở trong này các bạn có track bar, các bạn kéo vào để ở giữa hai cái nút này. Đó. Và chúng ta sẽ đặt tên cho cái track bar này là track album. Rồi sau đó chúng ta sẽ mở rộng cái kích thước của cái bitbox rộng ra như thế này. Rồi sau tiếp đến là ở bên dưới đáy của cái này thì chúng ta sẽ add thêm hai cái control nữa, một hai hai cái nút, một nút có tên là star, đặt tên nó là btn star. Rồi phần test sẽ là và star. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ bổ sung thêm cái nút close ở bên này. Rồi ở đây chúng ta có test sẽ là và close
thuộc tính Dialog Result sẽ chọn là Cancel, và cái tên name btn close. Tiếp chúng ta gom lại, rồi tiếp đó chúng ta sẽ vào view, chọn tab order để mà chúng ta thiết lập các cái thứ tự tab. Thì ở đây đầu tiên là bột, xin lỗi, rồi đầu tiên là không, đây là một, tiếp đến đây là hai, đây là ba và đây là bốn. Rồi chúng ta set một số cái thuộc tính, chúng ta tắt cái tab order này. Rồi bây giờ chúng ta chọn cái form và chúng ta set một số cái thuộc tính cho form. Chúng ta có là accept button. Và chúng ta chọn là btn close control box. Chúng ta tắt control box đi. Form border style. Chúng ta sẽ chọn loại là fixed dialog. Những cái maximize box, minimize box chúng ta bỏ đi. Hiển thị ở trên taskbar hay không chúng ta cũng tắt đi. Và vị trí hiển thị của cái này nó sẽ nằm ở giữa màn hình center screen. Rồi tiếp theo, trong main form chúng ta mở cái main form ra. Main form chúng ta nhấn đập chuột vào đây. Rồi ở đây chúng ta sẽ add thêm một cái mục mới vào trong cái menu, trong cái menu ngữ cảnh. Các bạn chọn cái menu ngữ cảnh và add thêm một cái mục là slide show. Các bạn viết là và slide show. Rồi chúng ta chọn để chúng ta đặt tên này cho nó là menu slide show. Rồi tiếp theo chúng ta quay lại với cái form slide show dialog. Và bây giờ chúng ta sẽ viết code cho cái form này. Ở đây chúng ta sẽ nháy phải chuột lên slide show dialog, bấm view code. Rồi trong này chúng ta cần bổ sung một là using system.media, cái thứ hai là using menu.myphoto. Rồi ở bên trong một cái lớp thì chúng ta sẽ định nghĩa album manager. Và ở đây chúng ta cũng có là public album manager, tên nó là manager. Rồi ở đây chúng ta chỉ có cái get thôi, là return manager. Tương tự như vậy chúng ta có là private sound player. Rồi tiếp đến thì chúng ta cũng dùng một tạo ra một cái thuộc tính private sound player player. Ở đây là public, xin lỗi các bạn, sửa này lại thành là public. Xin lỗi là private. Rồi ở đây chúng ta cũng chỉ có get return sound player. Rồi ở đây tiếp theo chúng ta tạo ra một cái conduct để nhận cái album manager vào. Ở đây chúng ta sẽ
bổ sung thêm cái tham số album manager vào cái hàng cấu tự là có. Rồi ở đây chúng ta sẽ kiểm tra và thử là cái manager nó như thế nào. Nếu như manager mà bằng null hoặc là manager.album mà bằng null hoặc là manager.album.count mà bằng 0 thì chúng ta sẽ đưa ra một cái biệt lệ. Ở đây chúng ta sẽ đưa ra một cái biệt lệ có tên là argument exception với cái thông điệp là manager. Rồi order initialization. Rồi đầu tiên ở đây chúng ta sẽ gán manager bằng manager. Rồi tiếp theo là initialize form. Đây là một cái hàm mà chúng ta sẽ viết sau. Rồi, bây giờ chúng ta bổ sung thêm cái hàm này. Chúng ta có bucket slide show dark log. Xin lỗi, đây là bucket void initialize form. Rồi ở đây đầu tiên chúng ta sẽ set button image width y transparent. Rồi ở đây chúng ta tạo ra một cái biến bitmap. Rồi chúng ta lấy my photo chấm property chấm resource chấm net bitmap. Rồi tiếp theo pmp chấm make transparent và chọn màu là color chấm white. Tiếp đến là btn net chấm image bằng bmp. Bmp mà bằng cho my photo chấm properties chấm resource chấm rep. Rồi tiếp theo là bmp chấm make transparent color chấm white. Rồi ở đây là btn wrap chấm image bằng bmp. Chúng ta gọi đến cái hàm track album chấm maximum hay chưa manager chấm album chấm cao trừ đi cho một update dialog block từ chỗ. Ở đây chúng ta làm một cái hàm chúng ta sẽ viết ở bên dưới update dialog block. Rồi cuối cùng là chúng ta thêm assign sound for slide show. Sound player sẽ bằng new sound player bờ hoặc my photo chấm property property chấm resource chấm ding sao. Rồi
Tiếp theo chúng ta cài đặt cái hàm update datalog để vào hàm private. Rồi int ở đây chúng ta sẽ viết là int index sẽ bằng cho là track 3 chấm value. Đó. Rồi chúng ta kiểm tra nếu như cái index là nhỏ hơn manager.album.count thì photograph p sẽ bằng manager.album index. Rồi bpx slide bằng image bằng p chấm image. Cái test chúng tôi sẽ lấy cái p chấm caption gán vào. Rồi ở đây chúng ta chuyển ra cái slide sau datalog và chúng ta sẽ bắt cái sự kiện của trên cái track bar này, đó là cái sự kiện. Rồi chúng ta bắt sự kiện value change, chúng ta nhấn đứt chuột vào. Rồi ở đây chúng ta viết update datalog. Tiếp theo chúng ta xử lý nút revert. Ở đây revert là chữ V chứ không phải là chữ W. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nháy đập chuột vào đây. Mình sẽ tạo ra chúng ta cái hàm để bắt sự kiện. Ở đây chúng ta viết là nếu như mà cái track album.value mà nó lớn hơn 0 thì track album.value trừ đi cho một đơn vị. Rồi tương tự như vậy chúng ta add thêm cái nút add nút net. Rồi ở đây chúng ta kiểm tra là nếu như mà track album chấm value nhỏ hơn track album chấm maximum thì track album chấm value cộng cộng. Rồi chúng ta chuyển qua lại với cái main form và trong cái main form này thì chúng ta sẽ chuyển vào cái phần code của nó. Chúng ta nhấn phải chuột chọn view code. Rồi ở trong này thì chúng ta có một cái hàm là open new. Đây chúng ta có cái hàm là context menu photo opening. Ở đây chúng ta sẽ sửa bằng cách là chúng ta bổ sung thêm một cái mục menu slide show chấm enable sẽ bằng cho manager chấm album khác luôn và manager chấm album chấm count lớn hơn không. Tiếp theo là chúng ta bắt cái sự kiện click lên trên cái mục slide sau này. Chúng ta nhấn tập chuột lên trên mục slide sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết code cho cái đoạn này. Ở đây đầu tiên chúng ta sử dụng cái using slide show dialog DLG bằng new slide show. Đây là manager. Rồi. Ở đây chúng ta viết DLG chấm sau datalog. Rồi.
Rồi, chúng ta chạy thử chương trình. À, ở đây có lỗi, chúng ta mở lỗi ra, chúng ta xem thử. Initialize from do not exist. À, ở đây là do tôi viết cái chữ n in hòa cho nên nó không nhận ra, nó báo lỗi. Rồi, chúng ta chạy thử chương trình. Rồi. Ở đây chúng ta load một cái album. Album 2. Rồi, ở đây có bắt buộc là 1, 2, 3, 4. Ok. Rồi, lúc này chúng ta vào view, chọn slideshow. Nó sẽ xuất hiện lên như thế này. Đó. Ở đây là bấm net thì nó qua. Cái track bus nó cũng sẽ chạy qua như vậy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ code cho cái nút start. Rồi, trong cái nút start này thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái control là timer để mà bắt đầu cái được nó sẽ được sử dụng trong cái quá trình là chúng ta chạy tự động các cái tấm ảnh. Rồi, cho nên ở đây bây giờ chúng ta vào cái slideshow dialog design và chúng ta sẽ mở hộp thoại ra, chúng ta chọn control có tên là timer. Ở đây là cái điều khiển timer, chúng ta cầm và kéo thả lên trên form, lúc đó nó sẽ xuất hiện là cái timer 1 nằm ở bên dưới này. Chúng ta mở property ra, ở đây tên của nó chúng ta đặt là timer slide. Rồi interval là 1500. Rồi bây giờ chúng ta sẽ handle cái sự kiện click lên nút start này, chúng ta nhấn đập chuột. Ở đây chúng ta kiểm tra nếu như btn star chấm test bằng, ở đây là phải là bằng bằng, chúng ta biết là pause và enter. Rồi trong khi ở đây nút start, cái phần test của nút start là nó có chữ là pause thì chúng ta sẽ làm nó là timer slide chấm stop. Rồi chúng ta vào btn star chấm test sẽ bằng cho resume. Rồi ngược lại, ngược lại thì ở đây chúng ta có hai trường hợp, một là và xong, hai là ở đây là resume. Rồi, ở đây chúng ta làm hai việc, một là timer slice rồi tiếp theo là btn star chấm test, chúng ta sẽ gán bằng là pause. Rồi. Tiếp đến chúng ta ra lại cái form, chúng ta chọn timer slide. Bây giờ chúng ta bắt cái sự kiện tick của cái time slide, chúng ta chuyển qua cái nhánh event, chúng ta bấm nhấn đúp chuột vào cái mục tick, nó sẽ tạo ra chúng ta cái hàm này. Ở đây chúng ta sẽ viết là intn sẽ bằng cho là track pass album chấm value cộng thêm 1. Rồi chúng ta kiểm tra nếu như n mà lớn hơn hoặc bằng manager.album.count thì lúc này chúng ta kết thúc
Rồi ở đây chúng ta có là timer slider stop. Rồi tiếp theo test sẽ bằng finish btn star chấm test sẽ bằng cho star. Rồi và n sẽ bằng 0. Check album chấm value bằng n và layer đây. Rồi chúng ta chạy thử chương trình. Rồi ở đây chúng ta mở album, chúng ta điền password. Ở đây khi chúng ta bấm vào slide show, bấm star. Đó. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ bổ sung một cái thanh toolbar cho cái ứng dụng My Photo của chúng ta. Các cái thanh toolbar ví dụ như trong các ứng dụng của trong hệ điều hành Windows thì nó đều có cái thanh, có các cái nút như thế này ở phía trên. Đây là các cái thanh toolbar và chúng ta sẽ bổ sung cái thanh toolbar đó vào cho cái ứng dụng My Photo. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ mở cái main form ra. Rồi, trong main form chúng ta sẽ mở cái toolbar và kéo cái công cụ tool, đây là tool chip. Ở đây chúng ta có cái tool chip, chúng ta kéo lên trên form thả vào. Đó, thì nó sẽ có cái thanh toolbar như thế này. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Đặt tên là tool trip man. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ bổ sung một cái thanh công cụ giống như là thanh công cụ standard. Ở đây chúng ta sẽ có ví dụ như trong ứng dụng Visual Studio, chúng ta nhấn phải chuột ở đây thì nó sẽ có cái thanh công cụ có tên là standard. Nó bao gồm các cái nút có chức năng như là open, save, print, vân vân, cut. Đó, và đây chúng ta có thể bổ sung thêm các cái nút tương ứng với cái thanh công cụ standard như vậy, và nó kích nó sẽ giống như cái thanh menu standard này. Chúng ta nhảy nơi bấm chuột nơi cái nút dấu mũi tên sang bên phải, ở đây chúng ta chọn là insert standard item. Đó, thì nó sẽ chèn vào chúng ta các cái nút trong cái thanh công cụ standard này. Tiếp đến chúng ta sẽ thay đổi cái tên cho từng cái nút. Rồi ở đây cái đầu tiên là TSB new. Cái chữ TSB này là từ viết tắt của cái toolbar. Từ viết tắt của cái là tool strip button. Cái này là từng cái nút này, đây là từng cái nút, cho nên nó có là tên là tool trip button. Rồi cái thứ hai chúng ta sẽ đặt tên là TSB open. Tiếp đến là TSB save. Tiếp đến là TSB print. Đây là TSB cut. Đây là TSB copy. Đây là TSB paste. Và cuối cùng là TSB have. Rồi chúng ta vào code
chúng ta vào trong cái code của main form. Ở đây chúng ta sẽ nạp chồng cái hàm là onLoad để bắt cái sự kiện khi mà cái form nó được load lên. Rồi, chúng ta nạp chồng cái hàm onLoad. Đầu tiên là override void onLoad. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có trước khi chúng ta gọi cái onLoad của cái lớp cơ sở thì chúng ta sẽ gán this.tsb new, chúng ta gán cái thuộc tính tag cho cái control này tên là menu file new. This.tsb open chấm tag là menu file open. Đó, thực ra cái này là cái menu file menu file new là một cái mục menu, chúng ta gắn cái đối tượng mục menu vào cho cái thuộc tính tag này. Và ví dụ như chúng ta thực hiện cái thao tác, khi người dùng thực hiện thao tác click lên trên cái nút này thì chúng ta sẽ lấy cái đối tượng từ cái thuộc tính tag này ra, có nghĩa chính là cái đối tượng này, và chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác click đó. Như vậy chúng ta đỡ cái việc là chúng ta phải viết cái hàm xử lý sự kiện cho từng cái nút ở trên thanh công cụ. Rồi, ở đây là this.tsb shape.tag bằng menu file shape this.tsb print.tag sẽ bằng menu file print. this.tsb cut.tag bằng menu file. Cái này là menu edit cut. This.tsb copy tag bằng menu edit copy. This.tsb paste chấm tag bằng menu edit chấm paste. This.tsb help chấm top sẽ bằng là menu help about. Rồi, và tiếp đến thì chúng ta sẽ bắt một cái, chúng ta viết một cái hàm xử lý sự kiện, và chúng ta đặt tên là tsb click. Đó là khi mà người dùng bấm lên trên một cái nút của cái thanh công cụ standard. Hôm nay là có hai tham số đầu vào, một là sender, hai là event queue. Rồi, ở đây chúng ta đảm bảo là cái sender là một cái menu item. Chúng ta lấy toolTrip item. ToolTrip item là một cái item ở trên cái thanh công cái thanh ToolTrip. Chúng ta viết là sender app, chúng ta app kiểu nó về ToolTrip item. Rồi, chúng ta kiểm tra là cái item nó khác null hay không. Nếu như mà app kiểu được thì cái item nó sẽ là khác null. Rồi, và chúng ta ở đây chúng ta thấy toolTrip menu item bằng là item.tag. Đó, chúng ta lấy cái tag ra nha, và chúng ta ép kiểu nó về là dạng toolTrip menu item.
Ở đây chúng ta có hai cái đối tượng có cái phần đầu là cùng tên là tool strip, nhưng mà tool strip item là trên cái thanh công cụ, còn cái tool strip menu item là trên cái thanh menu. Rồi ở đây chúng ta lại kiểm tra là bi có khác không hay không. Nếu như mà khác thì chúng ta gọi thực hiện perform list. À, khi mà chúng ta thực hiện perform list, ví dụ như là người dùng bấm lên trên cái nút và new, thì ở đây nó sẽ lấy cái đối tượng được lưu, cái đối tượng menu file new nằm trong cái item, nằm trong cái tab lấy ra, và nó sẽ ép kiểu, sau đó chúng ta mới thực hiện cái perform click, là cái nghĩa là perform click trên cái mục menu này. Rồi bây giờ chúng ta quay lại form và chúng ta set các cái sự bắt sự kiện click lên trên các control. Ở đây các bạn chọn một cái nút đầu tiên và sau đó các bạn bấm giữ phím shift và bấm chọn các cái nút còn lại. Đó, sau đó các bạn vào property vào event click, thì trong click các bạn chọn cái hàm tên là TSB click. Đó. Như vậy tất cả các cái nút này khi được bấm vào thì nó đều vào trong cái hàm TSB click này, nó bắt. Đó. Và sau đó nó lấy ép kiểu, lấy cái tab ra và sau đó thực hiện click. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái control là image list để mà quản lý các cái item trên các hình ảnh, các cái icon ở trên cái toolbar. Và ở đây trước khi mà chúng ta sử dụng cái image list thì chúng ta cần phải tải một cái thư viện ảnh của Visual Studio. Để mà tải thì các bạn mở cái trình duyệt web lên và các bạn có thể gõ vào tìm cái cụm từ là Visual Studio Image List, và nó sẽ ra kết quả là cái đường link download. Các bạn bấm vào cái đường link này, nó sẽ chuyển sang cái nơi download là cái bộ Visual Studio Library. Các bạn bấm vào download và ở bên trong này các bạn chọn cái bảng download là Visual Studio Image Library 2012. Đó, các bạn bấm next để mà tải xuống. Ở đây thì tôi đã tải xuống rồi. Sau khi tải xuống xong thì nó sẽ có cái file là Visual Studio 2012 Image List. Các bạn giải nén ra. Và trong cái này chúng ta có các cái mục Common Element, Action, Annotation, Object, vân vân. Là nó các cái icon cũng như các cái hình ảnh nó nằm ở đây. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bổ sung thêm cái Image List vào cái form của chúng ta. Này, điều khiển image list chúng ta kéo thả lên trên form, nó sẽ có cái image list 1 nằm ở dưới này. Chúng ta đặt tên cho nó đặt tên là image list around. Rồi ở đây transparent color ở trong sách là nó hướng dẫn chúng ta và chọn cái transparent color là màu tím. Tuy nhiên thì ở đây do cái bộ image library của chúng ta đào về là bản 2012, cho nên cái hình tương ứng với cái màu có cái hình mũi tên mà chúng ta chọn nó sẽ khác so với trong sách, cho nên ở đây chúng ta sẽ không thay đổi cái giá trị transparent color này, chúng ta để nguyên như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ add thêm các hình ảnh vào trong cái image list này bằng cách là chúng ta nháy đúp chuột và nháy chuột bên chỗ
cái dấu, dấu ba chấm ở đây. Đó, nó mở ra cái hộp thoại là Image Collection Editor. Chúng ta bấm vào Add để thêm các cái hình ảnh vào đây. À, chúng ta tìm đến nơi chỗ Download thư mục này. Chúng ta vào Common Element. Ở đây nó chỉ có cái file, các cái file ảnh PNG. Đó, và chúng ta tìm xuống, các bạn có thể bấm vào đây để mà tìm kiếm, ví dụ như là dấu bùi tên. Đó, và chúng ta sẽ chọn hình có dấu bùi tên. Chúng ta chọn cái forward, bấm open. Chúng ta add cái thứ hai có hình ngược cái hướng ngược lại. Hướng ngược lại là back. Open. Rồi, như vậy là chúng ta có hai mục. Rồi, mình chúng ta bấm OK để mình lưu lại. Như vậy là trong cái image list của chúng ta nó đã có hai cái hình tương ứng với hai cái sau này chúng ta sẽ add vào cho hai cái nút trên thanh là toolbar. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ add thêm hai cái nút trên thanh toolbar. Chúng ta chọn hai thanh toolbar. Chúng ta bấm vào cái ở đây để add cái hai cái button. Chúng ta chọn button. Đó, bấm thêm một cái nữa để chọn tạo button mới và chúng ta thêm cái separator. Chúng ta kéo cái separator vào cái nút help này, chúng ta kéo qua đây. Đó, như vậy là help nằm ở ngoài cùng và hai cái nút, và sau này chúng ta sẽ chèn hai cái hình ảnh tương ứng vào đây. Và chúng ta chọn cái nút đầu tiên, chúng ta đặt tên cho nó là TSB Previous, và cái phần test là Previous. Rồi, tương tự như vậy với cái thứ hai, test là tên là Next, và cái name ở đây là TST TSB Next. Rồi, rồi chúng ta chọn cả hai cái nút này, chúng ta vào event và ở đây chúng ta sẽ add cái hàm TSP click để nó bắt cái sự kiện. Rồi chúng ta vào cái hàm on load và chúng ta sẽ bổ sung thêm, ở đây là chúng ta sẽ bổ sung thêm cái this chấm TSB net private chấm tab. Chúng ta sẽ viết bằng là menu private this chấm TSB net chấm tab sẽ bằng menu net menu private và menu not net. Đó, như vậy là xong. Rồi, và chúng ta bổ sung thêm câu lệnh là trip man chấm image list bằng image list around. Đó, chúng ta add cái image list around là đây, image list around, và chúng ta add cái image list around này vào cho cái thuộc tính là image list của cái tool strip này. Ở đây cái tool strip này là khi chúng ta xem trong cái ngăn property thì chúng ta sẽ không thấy cái thuộc tính image list. Các bạn tìm thì các bạn sẽ thấy nó không có. Đó, và chúng ta chỉ có thể truy xuất nó thông qua cái câu lệnh như thế này. À, và chúng ta dùng câu lệnh để chúng ta add cái image list vào. Rồi tiếp đến, sau khi add cái image list vào trong cái thuộc tính image list của toolstrip xong thì chúng ta có thể add cái hình ảnh nó tương ứng với
các cái hai cái nút TSV Previous, và chúng ta sẽ gán nó vào trong cái image index chúng ta gán bằng 1, còn TSV Next Image Index chúng ta gán bằng 0. Ở đây trong cái image list around này chúng ta có hai hình, và cái đầu tiên thì có cái số bên cạnh là số 0, cái thứ hai là có số 1. Cho nên cái này là tương ứng với net, cái này tương ứng với previous. Và ở đây chúng ta sẽ gán nó tương ứng cái hai con số tương ứng vào trong cái thuộc tính là image index. Rồi chúng ta chạy thử chương trình. Ở đây tôi chạy chương trình lên, nhưng mà ở đây thì nó đã bị nó không có cái nút net. Cái nút net lại hiển thị lên ở đây. Đây là một cái lỗi. Bây giờ trong code thì tôi viết là TSP new, rồi các bạn sửa lại thành là TSP next. Chạy lại chương trình. Đó, và các bạn thấy là hình như thế này. Chúng ta bỏ ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái toolbar. Rồi tôi bấm open, mở một cái album. Album này yêu cầu có password, tôi nhập password vào, bấm OK. Hiển thị lên, ở đây tôi bấm next. Previous. Ở đây nó lại không chạy gì cả. Ở đây tôi viết lộn. Cái này là TSP next. Rồi, chúng ta trở lại chương trình. Rồi, chúng bấm open, chọn album, nhập password. OK, next, 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 previous, previous, previous. OK. Theo chúng ta sẽ trong một số ứng dụng thì cái thanh toolbar nó có thể là nằm ở phía trên hoặc nằm bên cạnh phải, cạnh trái hoặc là cạnh dưới thì đều được. Đó. Và để làm được việc đó thì người ta sẽ dùng cái điều khiển là tool strip container. Và ở đây chúng ta có thể kéo này qua, hoặc là cách thứ hai là trên cái thanh toolbar chúng ta đã có và bấm cái nút và mũi tên sang bên phải, và đây có cái nút chức năng là embed in tool strip container. Tôi bấm vào đây. Đó, thì nó sẽ ra cái container và cái có cái phần như thế này. Đó, và đây là top, bottom, left và right để thể hiện là những cái vị trí nào mà cái thanh toolbar của chúng ta có thể đặt vào. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh cái bitport để cho nó vào, nó nằm ở giữa của cái toolchip container này thay vì nằm ở trên form. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái bitport, chúng ta nhảy lên đây. Và chúng ta tắt cái undock in parent container đi. Đó. Sau đó chúng ta gom kích thước của nó lại để vừa nhỏ với cái và chúng ta sẽ kéo nó bỏ vào trong cái container. Và sau đó chúng ta sẽ cho nó dock in parent container vào trong cái dock vào trong cái toolchip container này. Rồi sau đó bây giờ chúng ta sẽ chọn lên trên cái thanh toolbar, chúng ta nhảy phải chuột, ở đây là chúng ta nhảy lại trên thanh toolbar. Rồi, ở đây chúng ta sẽ cho nó dock fill in form, nó thì nó sẽ fill đầy cái form ra. Rồi, bây giờ các bạn có thể chạy chương trình để xem kết quả. Ví dụ bây giờ tôi sẽ load một cái album 1. Rồi, bây giờ cái thanh công cụ chúng ta đưa cái con trỏ chuột đến phía đầu của thanh công cụ, ấn chuột và kéo. Ở đây nó sẽ có đó, khi này là bên phải chúng ta kéo qua bên trái, chúng ta kéo xuống dưới đó.
Chúng ta đã có cái thanh công cụ cho các cái chức năng chuẩn như new, open, save, save as, print, edit. Chúng ta có cut, copy, paste. Bên chỗ view chúng ta có net và reverse. Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung một cái thanh công cụ cho các cái hộp thoại pixel, data, photo, property, album, property. Đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ bổ sung một cái tool trip vào. Chúng ta kéo cái tool trip vào trong. Chúng ta để ở đây. Rồi, tiếp đến thì chúng ta đặt tên cho cái tool trip này. Tool trip dialogs. Rồi. Tiếp đến là chúng ta set thêm 4 cái button. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta add thêm 4 cái. Cái đầu tiên, cái đúng đầu tiên chúng ta sẽ đặt tên là TSB album props. Chúng ta điền lại cái tag là album property. Rồi, cái thứ hai chúng ta sẽ điền, chúng ta sẽ đặt tên là TSB photo props. Đây thuộc tính tag, chúng ta sẽ điền là photo properties. Cái thứ ba chúng ta sẽ đặt tên là TSB pixel data, phần tag sẽ là pixel data. Cái thứ tư tên sẽ là TSP pixel data 2. Và ở đây chúng ta sẽ cho cái visible sẽ là font để cho nó ẩn đi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ gắn các cái hình ảnh cho các cái nút ở trên thanh taskbar này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm chọn vào cái nút mà chúng ta cần set ảnh, sau đó chúng ta tìm đến cái image, thuộc tính image, chúng ta bấm vào cái nút ba chấm. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ chọn cái logo resource, bấm vào nút import. Rồi, chúng ta sẽ chọn nó nằm trong cái image library. Các bạn có thể chọn vào cái attribute, thường attribute đây là các cái icon khá là cũ. Với cái đầu tiên là cái album property, và đây chúng ta có thể lấy đây, các bạn có thể chọn cái biểu tượng này có tên là dialog group, bấm open, nó add vào. Ok. Đối với cái nút thứ hai, chúng ta sẽ cũng sẽ vào image, bấm vào, chúng ta cũng import. Ở trên này chúng ta cũng bấm chữ N để mà tìm kiếm. Hoặc là các bạn có thể chuyển qua cái tắt đi, và chúng ta sẽ chuyển qua cái archi. Vào trong
Icon Format XP. Chọn cái biểu tượng này, Properties, Open. Rồi, OK. Cái thứ ba, chúng ta sẽ tìm hai cái để cho có cái hình cái kính lúp. Chúng ta làm tương tự, bấm vào đây, Import. Chúng ta vào trong Action VS 2010. Bên này cũng có một cái các cái file icon. Chúng ta vào XP. Ở đây các bạn chọn cái đầu tiên là các bạn chọn cái Search for Doc, Open. OK. Cái thứ hai cũng trong này chúng ta chọn cái biểu tượng Search. OK. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn cái sự kiện TBS cho hai nút, một là Album, hai là Photo Properties. Đây chúng ta bấm vào nơi chỗ Click, chúng ta cũng chọn cái tên hàm TBS Click. Chúng ta vào trong code và vào trong hàm Onload. Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm một số câu lệnh. TBS TSB Album Cross chấm tab bằng menu Album Prop TSB Photo Prop bằng tab chấm tab bằng menu Photo Props rồi là TSB Pixel chấm tab bằng TSB Pixel chấm image. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý sự kiện cho cái button Pixel data. Chúng ta nhảy đắp chuột vào đây. Rồi trong này chúng ta sẽ viết là form app bằng Pixel form. Nếu app mà bằng null hoặc là app.isDispose hoặc là app.visible not visible thì menu pixel data.perform click. Ở đây chúng ta có một cái form là pixel form. Đó, chúng ta lấy cái biến app và chúng ta dán cái pixel form vào cho biến app. Ở trên này chúng ta sẽ có tạo ra cái form pixel form này. Nó là cái dialog của cái pixel dialog. Đó, và khi chúng ta viết cái pixel form, chúng ta lấy cái pixel dialog này ra. Và cái pixel dialog này nó chỉ được tạo ra một lần duy nhất. Cho nên là ở đây chúng ta lấy cái câu lệnh này. Rồi chúng ta lấy cái form nó ra. Nếu như nó đã tồn tại rồi thì chúng ta gọi đến cái perform clip. Còn nếu như mà xin lỗi là nếu như mà nó chưa được tạo ra hay là nó đã bị hủy đi rồi hoặc là nó invisible thì chúng ta sẽ thực hiện cái lời gọi đến cái perform click trên là cái video pixel data. Rồi, ngược lại thì chúng ta sẽ cho nó ẩn đi. F.2 về ẩn cái form đi. Rồi, chúng ta thực hiện update pixel button. Đây là một cái hàm chúng ta sẽ viết ở ngay bên dưới. Ở đây là pixel form.visible. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt hàm update pixel button. Rồi. TSP pixel data.check bằng
cái visible đó. Đó. Ở đây chúng ta dùng cái thuộc tính check. Đó. À, trên ở đây là thuộc tính check ở trên một cái nút, nên là khi mà cái thuộc tính check này nó nhận giá trị là true thì cái nút đó nó sẽ được ấn xuống. Đó. Còn mà khi nhận giá trị là false thì nó sẽ bật lên. Rồi chúng ta kiểm tra nếu như mà visible thì TSP pixel data.image bằng TSP pixel data2.image. Rồi L TSP pixel data.image sẽ bằng cho image TSP pixel data.top. À, ở đây là nó hoán đổi cái hình ảnh ở trên hai cái nút với nhau. Ví dụ như nếu như mà nó là visible thì nó sẽ lấy cái ảnh bên chỗ cái pixel 2 và nó gắn cho cái pixel data. Còn nếu như ngược lại nó invisible thì lúc này nó sẽ lấy cái hình ảnh đã được gắn ở trong cái biến tab này, nó gắn cho qua lại cho cái image. Ở đây trong cái hàm ở phía trên này chúng ta đã có gắn cái hình ảnh cho cái biến tab. Đó, và xuống dưới này thì chúng ta, ở đây thì chúng ta lấy từ tab ra và chúng ta gắn lại cho nó. Rồi. Rồi tiếp đến chúng ta tìm đến cái hàm điều chỉnh cho cái menu pixel pixel data grid. Và chúng ta sẽ tùy chỉnh lại. Ở đây chúng ta sẽ gọi đến cái hàm update pixel button và chúng ta truyền vào giá trị là true. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử chương trình. Rồi ở đây đầu tiên chúng ta mở một cái album mới. Rồi ở đây chúng ta có ba nút. Ví dụ như chúng ta mở cái form pixel pixel data lên, chúng ta bấm vào đây. Đó, thì các bạn thấy là cái control, cái thứ nhất là nó có cái viền bao quanh, nó thể hiện là nó đã được check và cái biểu tượng của cái nút này nó cũng đã thay đổi. Chúng ta tắt nó đi. Đó, thì nó đó, chúng ta tắt nó đi thì nó đổi lại cái biểu tượng kia và cái check nó cũng đã mất đi. Chúng ta bấm lại, đưa ra cái form này, tắt đi. Tương tự là mở album property hay là mở photo property đó. Rồi, ở đây nó có một cái trường hợp xảy ra là khi mà chúng ta bấm vào đây đó, thì cái form nó xuất hiện ra và khi chúng ta bấm trở lại thì nó mất đi và nó đổi cái icon. Tuy nhiên ở đây nó có một cái trường hợp là ví dụ như người dùng từ tắt ở trên form bấm close hoặc này thì ở đây cái biểu tượng này nó không trở lại như cũ. Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý cái vấn đề này. Đầu tiên hết thì ở trong cái lớp main form chúng ta sẽ nạp trong một cái hàm đó là on activated. Cái hàm on activated này sẽ được gọi khi mà cái focus nó sẽ chuyển về cho cái form này. Ví dụ như là người dùng khi người dùng tắt cái form pixel form đi thì như vậy là cái focus nó sẽ chuyển về lại cho cái form, cái main form. Lúc này chúng ta sẽ kiểm tra nếu như mà cái pixel dark log mà nó đã bị hủy rồi đó, thì lúc này chúng ta sẽ gọi đến đây update pixel button với lg pixel chấm visible. Tiếp theo chúng ta sẽ nạp trong cái hàm là on form close cho cái pixel dark log. Chúng ta mở cái là
cái file code của Visual đã lọt ra, chúng ta bấm vào View Code. Đó, và trong này chúng ta sẽ bổ sung thêm cái nạp trong cho cái hàng đó. Chúng ta protected override on form close. Rồi, trong này chúng ta sẽ kiểm, chúng ta sẽ cho cái form của chúng ta visible đi. Xin lỗi, invisible. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra nếu như cái thằng owner của cái form này mà nó là khác null thì owner.activate. Ở đây cái colon activate này nó làm cho cái form, cái form mà chứa cái form pixel tag đó này activate cái form đó lên. Chúng ta chạy thử chương trình. Rồi, ví dụ chúng ta load một cái album. Rồi chúng ta bấm vào pixel data. Đó, khi mà tôi tắt bên này. Đó, thì cái nút này nó cũng đã đổi lại về theo như chúng ta muốn. Tiếp theo chúng ta sẽ add một cái tool strip mới. Ở trên đó nó sử dụng cái control là crop down. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trong cái design của cái main form và chúng ta sẽ add thêm một cái new tool strip. Chúng ta mở cái toolbox, chọn tool strip, kéo và thả vào. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ bấm và chọn cái crop down. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đặt cái property. Đầu tiên là tên. Với tên thì chúng ta đặt là TSD image auto tooltip. Chúng ta sẽ cho về form. Chúng ta sẽ cho display. Đây có một cái display style. Thay vì image thì chúng ta sẽ chọn về text. Đó, và cái phần text mà chúng ta sẽ cho hiển thị ra đó là và image. Đó, như này. Rồi, tiếp theo trong cái chúng ta vào trong hàm cái lớp main form, chúng ta tìm đến cái hàm onload. Đó, và chúng ta sẽ set cái TSD image chấm drop down. Chúng ta dán cái menu ngữ cảnh vào. Đó, ở đây chúng ta viết là menu image.drop down. Rồi, tiếp theo chúng ta trở lại form. Chúng ta chọn cái toolbar image này. Đó, và chúng ta vào trong event. Đó, chúng ta sẽ chọn set một số cái hàm ở đây. Đầu tiên là với drop down image item click thì chúng ta sẽ chọn là menu image drop down item click. Về bên chỗ cái opening thì chúng ta cũng sẽ chọn cái drop down opening. Rồi chúng ta chạy chương trình. Rồi ở đây chúng ta mở một cái album mới. Rồi ở đây khi bấm vào image đó, thì nó sẽ có scale to fit, sketch to fit và actual. Đây là cái ba cái mục của image này. Đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bổ sung thêm cái một cái là cái split button. Rồi ở đây trong cái control này bây giờ chúng ta sẽ nhảy nơi cái dấu mũi tên xuống. Và chúng ta sẽ chọn cái split button. Rồi ở đây chúng ta sẽ set cái property cho nó. Đầu tiên là với tên TSS select. Rồi cái auto trip chúng ta cũng sẽ gắn về form. Display style chúng ta sẽ cho về tag. Và cái tag chúng ta sẽ hiển thị lên nó tên là và select.
Rồi. Chúng ta vào trong lớp của main form. Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa một cái hàm là assign, select crop down. Chúng ta kéo xuống dưới. Đây là hàm Rabbit. Tên là assign, select crop down. Không có tham số. Ở trong này chúng ta sẽ làm đầu tiên chúng ta lấy cái tool trip drop down. Rồi, tiếp theo chúng ta lấy cái photo album. Chúng ta thực hiện vòng lập for duyệt qua bắt đầu từ 0 cho đến y nhỏ hơn a chấm count y cộng cộng. Rồi, ở trong này chúng ta sẽ thực hiện các cái công việc. Đầu tiên là chúng ta tạo ra một cái biến biến box kiểu bitch box. Và chúng ta set the new picture box. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ set cái size mode của cái picture box này tên là picture box size mode chấm dùm và box chấm image bằng a i chấm image lấy cái ảnh trong cái photo album, cái ảnh thứ y trong cái photo album gắn cho cái bitchport image này. Tiếp đến chúng ta set thuộc tính doc là doc style, chúng ta lấy giá trị là fill. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy tool trip control host, đặt tên host new tool trip control hot. Và chúng ta sẽ truyền vào tham số là chính là cái bot này. Rồi chúng ta sẽ có là hot.auto size sẽ bằng font, và chúng ta sẽ cho hot size sẽ bằng new size của TSS select chấm width phẩy TSS select chấm width, cả hai chiều nó đều bằng cái độ rộng của cái TSS selection. Rồi tiếp theo là hot chấm tag sẽ gắn bằng giá trị y để phân biệt được là cái nào đang được lựa chọn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bắt cái sự kiện click, chúng ta gọi đến cái delegate mở ngoặc object or event argument a. Rồi và cái hàm này ở đây các bạn học cú pháp mới là các bạn gán một cái hàm. Và ở đây các bạn viết ngay trên cái đoạn lệnh này luôn, chứ không các bạn không phải là cần phải tạo ra cái hàm riêng để xử lý công việc đó. Và cái nhưng mà cái phần thân của cái hàm thì nó vẫn được đặt trong cái cặp dấu ngoặc mở ngoặc và đóng ngoặc nhọn. Ở đây chúng ta sẽ xử lý đó là chúng ta sẽ có, đầu tiên là tôi lấy cái giá trị x, nó là os tool chip item. Rồi, chúng ta lấy cái tab ra. Rồi, manager.index sẽ gắn bằng cái x đó.
chúng ta cho crop close đóng lại, bởi vì khi được click thì cái crop nó sẽ đóng lại. Rồi sau đó display em bấm lại chấm phẩy. Rồi chúng ta cho thêm là crop items chấm add hot. Rồi ở đây nó có lỗi. Và đây cái lỗi đó là chữ này là chữ size chứ không phải là size kia, nhưng mà size ta. Rồi tiếp tục trong này sau khi thoát ra khỏi vòng lặp for thì chúng ta kiểm tra cái crop chấm item chấm count nó có lớn hơn không không. Nếu như lớn hơn không thì chúng ta viết là TSS select chấm drop down sẽ bằng drop TSS select chấm default item sẽ bằng cái đầu tiên item không. Rồi. Rồi chúng ta kéo lên, chúng ta modify cái thuộc tính manager ở đây, thuộc tính manager. Đó, và sau khi được gán một cái giá trị mới thì nó sẽ gọi đến assign select drop down. Rồi chúng ta chạy thử chương trình. Rồi ở đây đầu tiên chúng ta vẫn mở là mở album. Rồi đó, bây giờ có cái nút select bằng bấm vào đây đó, thì đây là danh sách của các album trong cái album này đó. Nhưng mà thay vì hiển thị ở dưới bitsport này thì nó tạo ra một cái bitsport mà nó hiển thị ở đây. Ví dụ tôi bấm vào cái ảnh thứ hai thì lúc đó cái cảnh nó sẽ được lựa chọn để hiển thị lên.